hôm nay tiếp tục mình làm cái video này để giao heo cho khách nè các bạn. Hiện tại là khách đặt của mình á, là mình chưa có đủ heo giao, các bạn thông cảm giúp mình nha. Tại vì có một số bạn mới hỏi heo mới của mình á, là mình chưa có hứa, tại vì mình chưa có đủ heo để giao cho khách. Cái bầy này khách đặt trước đâu một tháng mấy, hai tháng rồi đó mới có, chứ không có liền đâu các bạn. Các bạn hỏi liền là không có nha, các bạn thông cảm giúp mình nha. Còn cái đàn bên đây là cái đàn này là đàn của anh Bằng, còn đàn này là của anh ở bên Kiên Giang nha, ảnh bao xe qua anh bắt giao cho ảnh 18 con. Còn đây là cái đàn nái của mình nè các bạn, đây là mấy con nái mới tách, nó hơi ốm nha. Mình hiện tại mình đang tăng nái lên mà mình chưa có đủ lòng các bạn ơi. Đó, mình muốn tăng thêm nữa nhưng mà mình phải xây chuồng thêm thì mình mới tăng được. Hiện tại thì chuồng của mình, lòng của mình nó kín rồi, là không có đủ chỗ để nhốt nữa. Là sang năm tới mình dự định là mình sẽ nới rộng chuồng ra, thì mình sẽ tăng cái đàn thêm để mình phục vụ cho các bạn, để các bạn có cái nguồn con giống tốt để các bạn chăn nuôi hiệu quả, tránh nuôi mà bị hao hụt hoặc là bị vấn đề này kia, tránh trường hợp mà heo nó bị hao hụt, để các bạn có cái đồng lời để các bạn xây, để các bạn tăng đàn lên, các bạn nuôi nhiều hơn nữa. Còn ở bên đây là cái đàn heo thịt của mình nữa các bạn, thì heo này chắc khoảng 90 kg rồi, có con hơn 90 kg rồi. Tết thì mình không có nhiều đâu, mình có 25 con các bạn, nhưng mà nó không đều nha, hai bầy, một bầy lớn, bầy nhỏ, nó không có đều. Hôm nay chưa làm vệ sinh nữa nên nó hơi dơ nha các bạn, các bạn thông cảm nha. Đó, cái bầy này bầy nhỏ, bầy này chắc khoảng chừng 60 đến 7 mấy ký thôi. Còn cái con này là cái con mình để lại làm nái nè, con này con hai máu. Đó, 18 con thì dao động là từ 7 đến 14 ký nha các bạn. Còn cái đàn bên đây á là của anh Bằng. Cái đàn này thì của anh Cường bên Kiên Giang. Rồi hôm nay tiếp tục hành trình đi giao heo bằng vỏ lãi. Hiện tại là lộ của mình làm xong rồi các bạn, nhưng mà cầu thì chưa làm xong nha. Xe lớn hiện tại cũng chưa có vô được, là xe ba gác là đi thoải mái luôn. Lộ là 3,5 m. Mình quay sơ cái lộ cho các bạn xem nha. Ở đây là phía trước nhà mình nè các bạn, đây lộ mới làm ngang nhà mình luôn nè, cách nhà mình khoảng 200 m thôi. Ở trước lộ còn bao xi măng nữa, để mình cho các bạn xem đi một đoạn nữa nha. Đó, đường này là đường nông thôn mới, làm lộ làm xong rồi nhưng mà chưa xây cầu. Đường này là 3,5 m, là xe tải tầm 3 tấn đổ lại là vô được các bạn. Đây, buổi sáng hôm nay thì mình cho cái đàn này về nhà mới nha các bạn. Hôm qua thì khách bắt hai đàn này là 18 con, nhưng mà khách hỏi là có bầy nào nữa hay không, nên mình hỏi anh Bằng là cho anh Bằng nhường lại cái bầy này cho khách. Cái bầy này mới có 32 ngày tuổi thôi các bạn, có một con nhỏ là mình để lại, còn mấy con bự là cho đi nha, mấy con bự là vẫn lớn bình thường nha, tại vì nó mới 32 ngày tuổi. Là con nhỏ là 5 kg, con bự là 9 kg. Cái bầy này không đều các bạn, các bạn xem lại cái clip của mình á, con heo nó đẻ bầy này 15 con, nó lọt sọt lắm. Rồi mấy cái đàn bên đây á, là dao động là từ 7 kg đến 14 kg. Con to nhất là 14 kg, con nhỏ nhất là 7 kg. Như mấy con này là 7 kg nè. Rồi để mình chuẩn bị cho mấy em nào vào sọt để về nhà mới nha. Vận chuyển heo mình bỏ vô trong sọt nè. Đây là lộ nhà mình nó làm khúc, làm từ đây tới cuối đầu đẳng đó các bạn. Tới đầu này nè là hết lộ, ở dưới là nó chừa dốc cầu nha. Ở đây cũng vậy luôn, lộ mình chưa có cầu. Đó, mình vận chuyển bằng xe gùa ra mé sông, rồi mình bỏ vô sọt mình buộc lại. Heo đây mình vận chuyển ra, cái này đàn nhỏ nè, này mấy con mình vận chuyển trước nữa nè. 5 sọt mới đủ các bạn, 4 sọt là không đủ đâu. Rồi bây giờ để mình để heo vô, rồi một tí mình đợi vỏ tới rồi mình quay cho các bạn xem thêm nha. Rồi ở đây vỏ tới, heo mình cho xuống sọt xong rồi đó các bạn. Ở đây là chủ vỏ nè, đây là heo mình cho xuống sọt nha, tùy theo sọt các bạn. Đây là có hai con ở ngoài, đây là 5 con, cái này 4-5 con gì đó, bự quá là nhốt không có nhiều các bạn. Còn hai sọt cuối này, sọt 6, sọt 7 nè, đó là heo nhỏ, tổng là 29 con nha các bạn.
Bây giờ mình di chuyển mình giao heo cho khách nha. Các bạn thông cảm nha, tại vì heo của mình có số lượng nhưng mà khách đặt quá đông các bạn, nên heo của mình không đủ giao, nên các bạn hỏi sao á thì các bạn thông cảm giúp mình, khi nào có thì mình báo cho các bạn biết nha. Ở đây là nhà mình nè. Lộ này mới làm các bạn. Mới làm cách đây khoảng chừng 10 bữa thôi. Lộ bê tông 3,5 m, rồi đợi cầu xong là xe tải vô được khoảng 3 tấn. Rồi bắt đầu bây giờ mình khởi hành đi nha các bạn ơi. Vỏ này cái trọng tải là 5 tấn nha. Mình đi tới chỗ các bạn ơi, mới ban đầu là tính lên bến bên đó mà mấy cái chiếc sáng bên đó nó làm quá trời luôn, mất chỗ luôn. Rồi bắt đầu là mình dời qua cái bến sông bên đây. Đây xe của khách tới nè. Cái này là khách xe thuê chở khóm, là xe có thùng luôn, là xe heo nó mát. Rồi xong rồi các bạn ơi, giờ khách nhận heo rồi chuẩn bị về nha. Bây giờ cũng 8 giờ mấy, trời cũng nắng rồi. Cho lên xe tải này. Rồi nè các bạn, khách cho heo lên xe rồi nha. Đây là anh Cường ở bên Vĩnh Phúc, Kiên Giang qua Bắc nha các bạn. Tổng là 29 con 5 sọt. Khách thuê xe chở khóm đi chở heo luôn các bạn ơi. Đây biển số 68 ở Kiên Giang nha, Vĩnh Thuận Kiên Giang. Rồi để mình cộng số ký heo rồi số tiền heo hai bầy này đưa lên màn hình cho các bạn để các bạn dễ nhìn. Cái này khách đã chuyển khoản sẵn cho mình rồi. Rồi rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành mở dây mình về các bạn ơi. Bên đó thì mấy cái chiếc sáng mà mấy cái chiếc xe mà chở đất á là xuống sông luôn rồi. Hồi nãy là hai chiếc xe mới ở trên thành phố giao xuống á, là hai chiếc đó, một chiếc 135 triệu. Một chiếc 130 triệu chứ, hai chiếc là 260 triệu. Cái chiếc xe chở đất mà nó tưởng tượng như chiếc này nè các bạn, là nó là xe mới, còn xe này xe cũ rồi nè. Rồi ở đây bầy heo mình đã xếp xong rồi nè các bạn. Ở đây tổng là 3 bầy 29 con các bạn. Còn có một con nhỏ mình để lại nha, con nhỏ là mất rồi. Đây nó nằm sát nè, đó. 32 ngày nó có bên lớn đó các bạn. Cái con này là con nhỏ nhất bầy đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ rửa mấy cái sàn này. Rồi mình sẽ lùa mấy con nái lên nha. Bên đây là mấy con sắp đẻ nè, đó. Thì hiện tại mình đã rửa sàn, mình lùa mấy con nái lên nè các bạn. Mấy con nái này còn vài ngày nữa, 2-3 ngày nó đẻ rồi. Cái con này ngày 12 tây mới đẻ nè. Con này cũng to lắm, con này chắc tầm 14-15 đổ lên á. Con này thì ít các bạn, con này CB ba máu cuối cùng. Và lúc trước mình để mười mấy con, còn nó là sót cuối cùng đó. Lứa thứ ba nó đẻ là 11 con. Lứa này mình nghĩ chắc chừng 6-7 con thôi. Lứa này xong là lội luôn. Rồi con này là đờ hết. Con này là ba máu. Con này cũng nhiều đó các bạn, con này chắc tầm 12 con đổ lên á. Rồi cái ô bên đây á, là mình để dành cho cái con CB hai máu này nè. Con này tầm 15-17 đồ đổ lên á. Con này mấy lứa trước là 18-20 không đó. Bụng to lắm. Bụng còn muốn to hơn con này nữa nè. Con này các bạn thấy to rồi, nó còn to hơn nữa đó. Rồi các bạn chờ vài ngày nữa đi, rồi có heo đẻ thì mình quay clip để cho các bạn tham khảo nha. Đó, nguyên dàn nái của mình nó sắp đẻ lại nè. Đó, mấy con này bụng cũng to lắm nè. Mấy con này nè. Bên đây là đàn heo thịt.